lắng. Các bạn có thể giới thiệu bản thân của các bạn cho quý vị khán giả ở đây biết được không? Vì quý vị và các bạn chỉ biết được tên, quý vị khán giả chỉ biết được các bạn qua tên là Mây Trắng, nhưng mà chưa thể biết được tên thật của mỗi người. Lời đầu tiên, nhóm Mây Trắng xin kính chào quý khách, các anh chị và các bạn, lời chào trân trọng nhất. Mây Trắng gồm có 5 thành viên. Người thứ nhất đó là Thu Ngọc, là trưởng nhóm. Thứ hai kế bên Thu Ngọc đó là Thu Thủy. Kế bên Ngọc đây là Yến Trang, đã từng xuất hiện trên quảng cáo Coca-Cola, là người MC. Kế bên Trang đó là Ngọc Châu. Và kế bên Ngọc Châu đó là Yến Nhi, em của Yến Trang. Cảm ơn nhóm Mây Trắng, cảm ơn quý vị. Và hôm nay các bạn muốn gửi đến quý vị khán giả ca khúc đầu tiên là ca khúc gì? Ca khúc đầu tiên nhóm Mây Trắng xin gửi đến đó là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, bài hát Bóng Cả, xin mời cùng nghe. Mẹ tôi đêm ngồi ru con suốt canh thâu, nhớ đến những lúc âu thơ sống dưới mái ấm bên thương gia đình, nhớ mãi tiếng nói cha tôi êm đềm dạy nên biết bao điều. Lời mẹ à ơi như suối Ma Châu, lời dạy của cha cho con lớn khôn, tình này con luôn khắc sâu làm hành trang suốt cuộc đời. Nhớ mãi như lúc ông thơ, nhớ mãi không quên, không bao giờ quên, dù ngày hai đời của cha đã dẫu có sương vui đau buồn, hãy bước lên đỉnh cao. Sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời mẹ hiền yêu dấu, sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy cha yêu dấu, vì con yêu mẹ cha nhất trên đời. Âu thơ sống dưới mái ấm bên thương gia đình, nhớ mái bóng dáng mẹ tôi đêm ngồi ru con suốt canh thâu, nhớ đến những lúc âu thơ sống dưới mái ấm bên thương gia đình, nhớ mái tiếng nói cha tôi êm đềm dạy nên biết bao điều. Lời mẹ à ơi như suối Ma Châu, lời dạy của cha cho con lớn khôn, tình này con luôn khắc sâu làm hành trang suốt cuộc đời. Nhớ mãi những lúc ông thơ, nhớ mãi không quên, không bao giờ quên, dù ngày hai đời cuốn xô con trôi về đâu, tình mẹ luôn mênh mông như biển khơi, tình cha luôn lớn lao.
nhớ mãi lời mẹ dạy con đó, sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy của cha đó. Dẫu con sương vui đông buồn, hãy bước lên đỉnh cao. Sẽ vẫn nhớ mãi lời mẹ hiền yêu dấu, sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy cha yêu dấu. Vì con yêu mẹ cha nhất trên đời. Sẽ vẫn nhớ mãi lời mẹ dạy con đó, sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy của cha đó. Dẫu có sương vui đau buồn, hãy bước lên đỉnh cao. Sẽ vẫn nhớ mãi lời mẹ hiền yêu dấu, sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy cha yêu dấu. Vì con yêu mẹ cha nhất trên đời. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ca khúc tiếp theo nhóm Mây Trắng xin được gửi đến là một ca khúc nhạc Thái Lan, lời Việt do nhóm tự viết lời. Bài hát mang tên Ngóng Trông, xin mời cùng nghe.